Ơi, này anh em đi đào đất. Con gì chưa biết. Ăn đập phui nha. Đấy, lú của nó đây này. Lú to thế nào thôi. To này lắm. Đây rồi. Ôi. Không biết nó đang ở đâu. Mà nó chui vào đá rồi. Quen chứ đi. Cúi nó, cúi nó vào. Đây. Ê, nó đường mòn của nó đi này. Đấy. Đây, tổ của nó đây này. Đấy. Thì chỉ nha. Để dưới đi hả bò. Phải thông hoa. Mà nó khuê có bị hoa bằng gì nữa. À. Nó khuất dưới này á. Nó cho tôi tiếp theo đây. Đây. Em đang đào đất này. Cao lắm. Em chui vào đó. Dưới đá rồi. Mày son nan chứ tụi bây giờ nó cái pet gì này pet thấp khuất này ố nó bún nó tì gì tốt nên thôi bấm chân cái đó không nhiêu đâu à bây giờ phải mất mình khỏe lố của nó ở kia. Sâu lắm, bây giờ tôi chưa nghe thấy. Đây này. Mày uống được cái tên tụi nhán nào. Mà tụi nhán chưa uống hả? Ê. Chưa uống sữa tá. Uống sữa tá này rồi này. Sợ cần cả. Hai cân nước. Được một con rúi. Cho Tú con rau dành cho hả? Một người, hai người, ba người, bốn người, năm người. 6 người nữa. 7 người, 8, 9, 10 người. Giáo tư là u lục cơ ấy. Ủa. Rồi. Đấy của nó này. Tao lỗi nhí đâu. Mà nó nếu không. Mà nó chốt rồi. Má quên là chúng ta. Đấy. Đó là bộ cất thô nè. Ê ê đó mà. À đã tao. Đấy, giờ về chiến rồi. Đấy, giờ làm thịt nó này. Xong rồi chiến. Làm thịt em nó. Tất cả tôi. Nó chẳng tóm ba gì. Nó chỉ tươi tao bữa. Chẳng bóp đây này. Hạ ra. Hạ ra dùn chẳng ấy. Sau phải thôi rồi bước tao có hai chẳng ạ. Hay là chúng cứ tỏ mình tỏ chàng. Ui. Xem cái mỏ của nó này. Mỏ này. Hay
chạm tân chạm mà nè. Chạm à. Thớt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.